Bà 32 người ta cho gì? Cho hàm số y bằng fx bằng x mũ 3 y bằng gx nó bằng 4x cộng sin của bx trên 2. Yêu cầu là tính tổng f phẩy tại 1 cộng với g phẩy tại 1. Thì mình cứ tính đạo hàm ra xong rồi mình thế vô thôi. Đầu tiên là tính f phẩy x bằng gì? Nó là 3x bình, đúng không? Rồi như vậy là f phẩy tại 1 thì thế 1 vào đây là bằng 3. Rồi g phẩy x bằng 4. Cái này là sin u, sin u đạo hàm là u phẩy là bi trên 2 nhân với cos u, cos của bi x trên 2, đúng chưa? Vậy suy ra g phẩy tại 1 bằng nhiêu? Thế 1 vào đây thì cos của bi trên 2 bằng gì? Bằng 0, đúng chưa? Vậy còn lại là bằng mấy? 4. Vậy từ đó suy ra cái tổng f phẩy tại 1 cộng với g phẩy tại 1 nó bằng 3 cộng với 4 là bằng 7. Rồi, tiếp theo, bài số 33, tính đạo hàm của các cái hàm số y bằng là có ba cái lớp căn. Trong đó x người ta cho là từ 0 cho đến pi. Thì muốn tính đạo hàm của anh này thì không lý nào mà mình lại để trực tiếp như vậy, mình tính đạo hàm thì quá khó đi. Thì nghĩ đến cái việc là gì? Các em phải rút gọn đi. Các em phải rút gọn. Thế thì rút gọn làm sao? Chúng ta có là cos 2a ha? Thì nó bằng là 1 cos bình trừ sin bình. Và nó bằng là 2 cos bình A trừ đi 1, đúng không? Thì từ đây chúng ta chuyển vé qua. Như vậy là 1 mà cộng với cos 2A, 1 cộng với cos 2A thì nó bằng là 2 lần cos bình A, đúng chưa? Thì chia 2 với cho 2, như vậy là 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cos 2A thì nó bằng là cos bình A, đúng không? Mục đích là thầy tạo ra cái loại dạng giống cái này này. Vậy là 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cos 2A thì nó là cos bình A. Nhưng mà khi mà dấu căn
thì nó bằng gì? Căn của cốt bình an. Mà căn của cốt bình an thì nó không phải là cốt bình an, không phải là cốt A, mà là trị tuyệt đối cốt A. Muốn phá được cái trị tuyệt đối thì mình phải đi xiết dấu cốt A. Chúng ta để ý là nếu mà A nó chạy từ 0 cho đến pi trên 2 thì chỉ cái vùng mà từ 0 đến pi trên 2 thì cốt A là mang dấu dương. Đó. Nếu A chạy từ 0 đến pi trên 2 thì là cốt A mang dấu dương. Và do đó trị tuyệt đối cốt A nó sẽ bằng cốt A. Đấy. Thì áp dụng cái gì? Chúng ta áp dụng công thức này, chúng ta đưa vào. Vậy ta có ha, 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 cốt 2A thì nó bằng cốt bình của A. Nhớ nha, 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 cốt 2A thì nó bằng cốt bình của A. Vậy bây giờ áp dụng suy ra Y bằng, cái này ghi lại, 1 phần 2 này ghi lại, 1 phần 2 này cũng ghi lại, 1 phần 2 này cũng ghi lại, 1 phần 2 này ghi lại. Đó. Căn ha, 1 phần 2 đúng không, cộng với 1 phần 2 cốt 2A thì nó bằng cốt bình A. Vậy bây giờ 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 cốt X thì nó bằng cốt bình của gì? Cốt bình của gì? Thằng này 2A thì thằng này là A. Vậy bây giờ thằng này là X thì thằng này sẽ là gì? À, X trên 2. Đó. X trên 2. Rồi căn ghi lại, 1 phần 2 căn ghi lại tiếp, căn của cốt X chia 2 bình thì đáng lý là trị tuyệt đối, trị tuyệt đối cốt của X trên 2, đúng không? Trị tuyệt đối cốt của X trên 2. Nhưng mà vì X là nó chạy từ 0 cho đến pi, cho nên là X trên 2 chạy từ đâu? Từ 0 cho đến pi trên 2. Cho nên là suy ra sao? Cốt của X trên 2 mang dấu gì? Dấu dương. Đúng không? Cho nên trị tuyệt đối của cốt X trên 2 nó trở thành hả? Cốt X trên 2. À, giải thích ra vì được chưa? Bỏ trị tuyệt đối luôn, tiết kiệm ghi lại chứ quý vị. Như vậy là ta đã bỏ mất được một dấu căn chưa? Bỏ mất được một dấu căn rồi. Nhưng mà chỗ này nó trở thành là cốt của X trên 2. Từ X nó trở thành X trên 2. Được chưa? Thì bây giờ tiếp, lại tiếp tục này, 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 cốt A thì nó trở thành là cốt bình phương gì? Nếu mà cốt 2A thì chỗ này là cốt bình phương A. Vậy bây giờ chỗ này là cốt X trên 2 thì trở thành cốt bình phương của gì? X trên 4. Đó, 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 căn. Cái đám này là cốt bình của X trên 4. Đúng chưa? Và căn của cốt bình của X trên 4 thì cũng là bằng trị tuyệt đối cốt của X trên 4. Đó. Nhưng mà một lần nữa, vì X trên 2 là nằm trong này, cho nên là X trên 4 nó nằm trong cái vùng nào? Nó nằm trong vùng nào? Không đến gì? Pi trên 4. Mà mấy em coi này, 0 đến pi trên 4 có phải là một nửa của thằng này không? Thì nó vẫn là con của cái thằng 0 đến pi trên 2. Thì nó vẫn là cốt mang dấu gì? Dấu dương.
Cho nên chị tuyệt đối nó thành gì? Chính nó luôn. Bỏ cái dấu chị tuyệt đối luôn. Được chưa? Bỏ chị tuyệt đối. Vì, đó giải thích ra. Vì cái này. Qua đây tiếp nha. Tiếp tục. Lại thấy là có dạng 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 cos 2A thì nó bằng cos bình A. Vậy cos của x trên 4 thì nó trở thành là cos bình của x trên mấy? À, cos bình của x trên trên mấy? X trên 8, đúng rồi. Tiếp tục thì nó bằng trị tuyệt đối cos x trên 8. Nhưng mà vì x trên 8 thì nó nằm từ 0 đến pi trên 8, đúng không? Thì nó sẽ vẫn lớn 0. Nó bằng cos của x trên 8 luôn. Mở ngoặc vì x trên 8 nó chạy từ 0 đến pi trên 8. Cho nên suy ra là cos của x trên 8 vẫn lớn 0. Nói tóm lại ta đã thu gọn được ha. Y nó chính là cos của x trên 8. Đúng chưa? Vậy bây giờ tính đạo hàm được rồi. Y phẩy sẽ bằng cos U đạo hàm là bằng trừ U phẩy là 1 phần 8 nhân sin U. Đó là sin của gì? X trên 8. Xong. Ở đây các em hình dung ra một chút nha. Ở đây có 3 dấu căn. 1 dấu căn, 2 dấu căn, 3 dấu căn. Cứ mỗi mà một lần dấu căn á thì cái góc ở trong này nó bị hạ xuống chia cho 2. Mất đi 1 dấu căn là chia cho 2. Mất đi 2 dấu căn thì là chia cho 4, tức là 2 mũ 2. Mất đi 3 dấu căn thì là chia cho 8, tức là 2 mũ 3. Vậy nếu như bài này người ta không ghi tới đây người ta dừng, mà người ta chấm 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 người ta mới dừng. Tức là người ta nói là có N dấu căn thì biểu thức này sẽ được rút gọn thành là cos của x chia cho 2 mũ N. Nếu như nó có N dấu căn thì nó sẽ là cos của x trên 2 mũ N. Ở đây nếu mà nó có 3 dấu căn thì cos của x trên 3 là x trên 2 mũ 3. Được chưa? Rồi sửa vào.